chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến khả năng vận hành của Ranger trong các điều kiện khác nhau. Thử thách thứ nhất, tắt đèn đường, bật đèn pha LED margin trên Ranger. Đèn pha chống chói tự động có thể điều chỉnh tránh chói mắt cho lái xe chạy đối diện. Hệ thống chiếu sáng thông minh của Ranger có khả năng nhận biết các phương tiện trên đường và điều chỉnh ánh sáng để đảm bảo mọi người lái xe được an toàn.